Chào mừng quý nhà đến với kênh Nguyễn Chí Đạm. Hôm nay cửa hàng mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng thước đa góc của hãng RLT, một cái thương hiệu của Trung Quốc ha. Thì cái thước này hôm trước mình đã có giới thiệu một lần rồi, nhưng mà hôm qua mình có nhìn thấy những cái trang nước ngoài họ review rất là hay luôn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu lại cho anh em về cái thước này và kèm theo những cái đường link của những cái đơn vị mà có những anh em đi qua nước ngoài họ review cái thước này rất là hay nha. Thì mình thì giới thiệu cho anh em về sản phẩm thôi, chứ mà review cụ thể là phải thực hành này nọ anh em á, thì mình mới biết chính xác được những cái công dụng của những cái thước này nó mang lại. Cái cây thước đa góc này bên cửa hàng mình hiện tại đang bán với giá chỉ có 200 ngàn một cây thôi, giá tại cửa hàng chưa bao gồm phí ship. Anh em ở tỉnh vui lòng cộng thêm tiền ship tầm khoảng 300 ngàn. Thước này nó thiết kế nó gồm ba cái phần khác nhau. Bình thường những anh em mình mua cái thước mà eke thủy á, là nó sẽ không có hai phần này, nó chỉ có eke và cái thuốc thủy như này thôi. Đây, khi anh em xài thì mình sẽ tháo này ra ha, tùy theo công việc mình xài những cái công việc gì đó mình xài. Ví dụ như bình thường anh em mua cái eke thủy thì nó chỉ có một đoạn như thế này nè. Đó, một đoạn cây thủy này nó cũng đã là 100 mấy chục ngàn một cây rồi. Cây có thủy và nó có cái cử đây ha, có cái đầu đây để chúng ta đánh dấu nè. Nhá. Thì cái cây này thì một cạnh ở đây thì nó là gốc gốc này là gốc vuông này, nên gốc này gốc 45 độ nè, gốc này 90 nè. Hoặc chúng ta làm cái cử ha. Làm cái lấy cử nè ha. Đó. Rồi cái này hoặc là chúng ta đo cái độ sâu, nó nhiều cái công dụng lắm nè. Cái này gốc 45. Đó, nó nhiều cái công dụng ở trong một cái cây thước như thế này. Ngoài ra thì nó sẽ kèm theo những cái này nữa để chúng ta có thể lấy cái độ nè. Ví dụ như chúng ta dựng cái này nè, mũi tên này nè. Mũi tên đây là 90 nè, là nó thẳng đây ha, 90 nè. Và chúng ta xoay bao nhiêu độ thì chúng ta xoay. Thì nguyên cái cụm này nó cũng thiết kế là bằng nhôm phay nguyên khối hết nha. Nhôm hết luôn, nó chỉ có cái núm trong đây thôi là nó bằng nhựa thôi. Còn đây là nguyên cái này là bằng nhôm hết luôn. Đó, công dụng của này nó có nhiều cái công dụng khác nhau lắm. Rồi tới những cái này. À, cái này thì nó cũng chia một cái góc như thế này đây. À, góc này góc vuông này nè, ha, à, góc vuông. Thì cái góc này thông thường á, mấy anh nước ngoài người ta sử dụng á, là người ta để, anh em biết để làm gì không? Để cặp vô để mình lấy cái tâm ở điểm vô vòng tròn ha. Đó, để mình là lấy dấu để lấy tâm ở một cái chi tiết vòng tròn. Đó. Thì mình sẽ để đường link bên dưới để anh em có thể xem chi tiết kỹ hơn về cái thước này. Thì cái thước này trên đây cái thằng này thì nó làm bằng thép không rỉ anh em. Các chữ này nó đều là dập chìm hết nên cái độ mà bay hầu như là nó khó lắm. Những này nó chìm hết nha, nó khắc laser chìm ở dưới hết. Và trên đây có rảnh thì chúng ta gài này vô và chúng ta trượt. Vì theo công việc chúng ta làm như thế nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái eke này nha. Eke này hoặc là cái này hoặc là cái này nha, tùy theo công việc chúng ta mà chúng ta xài cho nó phù hợp. Khi anh em ráp vào thì anh em nhìn trong đây nè, gỡ ra ha, trong đây nó có cái rảnh nè, hay là rảnh nè ha. Chúng ta sẽ cho cái rảnh này nè, nó sẽ chạy trong đường ranh này. Vậy là chúng ta tháo ra cho dễ hình dung. Đó. Khi anh em ráp thì cái rãnh này trong đây nè. À, đó, cái rãnh này nè, chúng ta siết lại ha là nó sẽ cứng đó. Cái này đó. Khi chúng ta xài anh em để ý giùm ha. À, nhiều người ta nhét không có rãnh này nó không ngay thì ta nhét không có vào. Thì chuyện nó bình thường thôi. Đó, đưa ngay vào chúng ta sẽ có ngay cái rãnh vào siết cứng lại nha, là xong. Đó, ok ha. Rồi, quá trời đẹp luôn. Cái này thì mình gọi là thước đa góc anh em hoặc là thước đa năng. Anh em muốn làm cái gì nữa thì mình muốn làm nó có nhiều cái công việc nó khác nhau. Đó, tất cả những cái này bằng nhôm hết nha, nhôm hết, là nhôm hết, chỉ cái khu này bằng cái miếng chung này nè, cái miếng này bằng nhựa thôi, nhôm luôn anh em ơi, cái này bằng nhôm luôn nha, nhôm luôn, ok ha, cái này nó khắc ở đây thôi, chìm, nó sơn đây thôi, ok ha, cái này bằng nhôm hết nha, nhôm, đó, rồi quá trời đẹp, rồi, nha. Anh em xài lưu ý cái này nè, mình như lúc mình gỡ ra không đi đó, nó dễ bị, nó sẽ làm rất là xo nha. Nên anh em xài mình để ý này một chút. Đó, mình ráp vô thì nó nằm ngay cái rãnh này nè. Đó, rãnh đây mình xẻ thì nó sẽ vào thôi. Rồi ok, 200 ngàn cho cây thước thước đa năng này. Nha anh em ha, thước đa năng hoặc thước đa góc này. Thì 200 ngàn cái tại cửa hàng chưa gồm với ship nha. Anh em mình có thể mình xem thêm những cái đường link ở bên dưới. Mình sẽ để cho những cái đường link của những cái người ở bên nước ngoài, họ sẽ giới thiệu về chức năng của những cái cây này để anh em xem cụ thể thêm ha, có cái nhìn tổng quát thêm về cái công dụng của những cái thước này mà anh em thợ mình cần. Những anh em đi quay hoặc anh em thợ mộc, thợ cơ khí đều xài hết nha. Video đó mình giới thiệu thôi chứ mình không thể là mình copy những cái đó mình đem về vào đây được ha. Trong đây video mình chỉ giới thiệu cho anh em về sản phẩm và những cái công dụng của nó nha. Cái nào mình không có thể hiện hết được cái công dụng ở trên một cái video này thì mình mượn cái video khác mình sẽ chèn đường link vô ha. Đó, thì để cho anh em cùng xem. Rồi ok, anh em nhu cầu mua thì liên hệ số điện thoại dưới được mua hàng, giá tại cửa hàng chưa bao gồm ship nha. Một nữa cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.